Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Anh em ơi, tôi đã quay trở lại rồi đây. Không biết là có bao nhiêu anh em đang hóng cái clip mới trên kênh nhỉ? Đấy, nghỉ mất 4 ngày anh em ạ, dã man. Rất nhiều anh em comment hỏi, rất nhiều anh em gửi tin nhắn. Thì tôi cũng trả lời các anh em đấy rồi. Có thể là vin vào cái lý do là nghỉ lễ được không nhỉ? Nghỉ lễ không ra clip được không? Làm hùng hục mấy tháng trời liên tục. Đến cái ngày nghỉ lễ phải cho người ta nghỉ chứ. Dã man. Đùa thôi anh em ạ. Thực ra thì nói là nghỉ nhưng mà có được nghỉ đâu. Mấy cái ngày mà nghỉ lễ ấy, thì mặc dù là không ra clip thôi, nhưng mà không ra clip không có nghĩa tôi đang nghỉ cái việc là nghiên cứu cái meta này để phục vụ anh em nha anh em nhá. Nghỉ để nghiên cứu meta. Đấy, đào sâu vào trong meta, tìm tòi các cái đội hình cũng như là sản xuất video clip. Đấy, tôi tranh thủ mấy cái ngày nghỉ ấy, để có cái thời gian để tôi tranh thủ tôi sản xuất một loạt các cái clip để sắp tới đây là tôi tung lên dần dần. Đấy, tôi up dần lên ở trên kênh. Đợt này là sản xuất hơi bị nhiều clip luôn đấy. Vớ vẩn là 1 tháng nữa là coi như là vô tư. Không phải làm. 1 tháng nữa là không cần phải vào game chơi nữa rồi. Các anh em mà theo dõi tôi ở trong game ấy, các anh em thấy là mấy cái ngày nghỉ lễ thấy tôi online suốt. Bình thường có bao giờ thấy online đâu. Có khi là vớ vẩn ọp cả tháng rồi ấy, chả bao giờ thấy lích sáng cả. Tự nhiên mấy ngày nghỉ lễ thấy hôm nào cũng sáng. Chậm thế chứ đi. Điều đó chứng tỏ là cái gì? Điều đó chứng tỏ là trong cái thời gian sắp tới anh em sẽ có rất nhiều những cái video clip để xem. Đấy, vớ vẩn một ngày 2 clip cũng lên. Thật. Không đùa đâu, có thể là như thế đấy. Đấy, nếu mà anh em yêu quý tôi mà như mấy cái video gần đây ấy, tôi thấy anh em tương tác nhiều mà anh em view nhiều lắm. Toàn là 4k, 5k view thôi. Đấy. Chính ra nhá, mình cứ ọp một thời gian nhiều view anh em ạ. Chứ còn cứ mỗi ngày ra 2 video clip ấy là ít view. Không hiểu tại sao lại như thế. YouTube nó ngược đời ở chỗ thế. Khi mà tôi làm 100 ấy thì lại có rất ít người xem. Mà khi mà tôi không làm ấy thì lại rất nhiều người xem. Đểu thế chứ lị. Làm ít thì là có nhiều người xem. Đấy thì lại hăng máu lên. Hăng máu lên lại làm nhiều để kiếm nhiều view. Thì tự nhiên làm nhiều lại ít người xem thì nó lại chán lại làm ít. Một cái vòng luẩn quẩn. Nói chung ấy, làm YouTube nó cũng nói chung nó ảo ma Canada lắm anh em ạ. Tôi cũng chả biết là nó như nào luôn, thật toàn các kiểu gì. Đấy, chỉ biết là nó như thế thì mình cũng phải chấp nhận. Thôi thì mình cũng theo cái vòng tuần hoàn quy luật đấy vậy. Đấy là cứ một đợt ra nhiều video thì lại đến một đợt chúng ta lại ra ít video anh em nhá. Đợt này nó đang là cái đợt ít. Đấy, sau đó nó lại dồn dập anh em. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục vào meta mới anh em nhá. New meta đấy, của Auto Chess Mobile. Anh em mà muốn tìm hiểu về meta mới trong cái trò này, anh em tìm đến kênh tôi nó số 1 luôn. Tôi nói thật với anh em là meta này tôi nghiên cứu hơi bị kỹ luôn. Nghiên cứu kỹ đến cái mức độ mà gì là test đủ các thể loại đội hình rồi, ở trong rank rồi anh em ạ. Xin phép các anh em được dùng một cái câu để miêu tả nhanh gọn lẹ nhá. Toàn bộ cái meta này nó đã nằm gọn trong cái lòng bàn tay của tôi rồi anh em ạ. Dã man. Đấy, mà tôi nghiên cứu sâu đến cái mức độ là gì là chơi để làm clip, chơi test meta. Thế mà cuối cùng vô tình lại thành top server. Ơ kìa, sao nhỉ? Sao lại có leo rank đâu. Anh em biết tin đấy chưa? Khổ, mình chỉ muốn lặng lẽ làm clip thôi mà. Đâu có muốn là cái tên của mình nó xuất hiện đâu. Muốn cái tên nó chìm đi thôi để không ai biết để cho dễ làm clip thôi. Chứ còn nếu mà cái tên mà nó cứ lổi chỉnh ảnh lên ấy là thế nào cũng khó làm clip anh em ạ. Tôi nói thật, bây giờ vào trong rank ấy, người ta đấm tôi xong người ta hỏi là thì có lên clip không? Chán luôn. Đấy, mà vẫn cố gắng để làm clip thì cũng vẫn cố gắng được. Mặc dù là rất chán. Đấy, khi mà đã bị đấm top 8 rồi nhưng mà vẫn có người ta vẫn hỏi là có lên clip không? Tại sao người ta lại phải hỏi như thế? Đấy, động chạm vào nỗi đau của tôi. Đấy, rất đau anh em nhá. Đau lắm. Nhưng mà cũng chả dám nói ra. Đấy, chỉ lặng lặng là ra ngoài làm lại một cái video clip khác thôi. Đấy là những gì đằng sau những cái video clip mà anh em có thể là anh em sẽ chưa hiểu và anh em sẽ chưa biết được. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh em. Đấy, buồn lắm. Stress thì cực kỳ stress luôn. Nhưng mà sau khi mà thua ấy, nhớ tới là đã có, đang có và sẽ có hàng chục nghìn người, thậm chí là hàng trăm nghìn người đang chờ đợi những cái video clip của tôi ra hàng ngày. Thì tôi lại vẫn quyết tâm cố gắng làm lại từ đầu anh em nhé. Đấy, và có những cái hôm mà tôi làm lại tới 10 lần mà nó vẫn chưa xong. Nhưng mà tôi không hề nản anh em nhé. Tôi vẫn cố gắng là ngày mai tôi làm lại. Thế mà vào trong game đã 10 lần như thế rồi mà vẫn có người hỏi tôi khi mà đấm được tôi top 8. Mà top 8 thì cho nó nhiều thôi chứ thực ra là cũng là top 5, top 6 thôi. Chứ còn rất ít khi top 8 anh em ạ. Nhưng mà thôi cứ nói top 8 đi cho nó buồn. Thì thực sự là đấm đã top 8 là buồn lắm rồi. Thế nên là anh em đừng có hỏi tôi nữa. Tôi xin anh em đây. Đừng hỏi nữa. Cáu không trả lời. Thế đó. Rồi thì tâm sự thế thôi. Đấy, còn bây giờ chúng ta sẽ thực sự vào trong cái nhận định meta anh em nhé. Thì tôi có một cái nhận xét qua như này. Sau khi mà tìm hiểu khá là kỹ ấy về meta này. Meta là một cái meta rất cân bằng. Rất cân bằng luôn. Tôi chơi rất nhiều những cái lab khác nhau và đều có cái cơ hội đạt được top cao. Đó là cái thứ nhất. Rất hay, meta rất hay, tuyệt vời luôn. Cái thứ hai là gì? Nó có cái hệ thống trang bị mới. Cái lối chơi nó thay đổi khiến cho chúng ta cảm thấy là nó cũng có một cái sự thay đổi khá là thú vị. Đấy, tôi thấy là cũng rất là hay. Nó khiến cho chúng ta có một cái cảm giác là chúng ta muốn tìm hiểu thêm về một cái trò chơi mới. Thực ra nó là một cái trò chơi mà chúng ta đã chơi 5 năm rồi. Nhưng mà thay đổi đồ mới, cách chơi mới khiến cho cái trò này nó mới hơn so với bình thường. Đó là cái thứ hai. Thứ ba, nó là cái điểm đặc trưng của những cái trận đấu ở trong meta mới này. Đấy là nó kéo dài, rất là dài. Thường trận đấu nó sẽ kéo dài đến phút thứ 40 anh em nhé. Đó, nó không còn là meta nhanh nữa. Nó không còn là meta beat đẩy, meta Shaman đẩy nữa. Đấy, meta đẩy nó đã quá lâu rồi. Và đây nó là cái meta rất dài, đánh kéo siêu lết game. Thường những cái trận đấu nó sẽ kéo dài đến round thứ 40. 35 thì là khá ít. Thường nó sẽ là hơn 40 nha anh em nhé. Trong cái meta mới. Nên là anh em chuẩn bị tinh thần ấy, là chơi những cái đội hình dài hơi. Đấy, điều đấy nó cũng chứng tỏ cái meta luôn. Đấy là gì? Là những cái đội hình siêu lết nó lên ngôi. Tốc độ chậm, tốc độ trận đấu chậm. Những cái đội hình ở trong trận đấu đẩy ít. Đó. Đặc điểm, đặc trưng nó là như thế. Tất nhiên cũng có một vài trường hợp ngoại lệ. Đó chính là những cái trận đấu mà có Egersis 9 con. Nhưng mà không sao, không trách được. Bởi vì cái bộ Egersis nó đang là cái bộ meta hiện tại anh em nhá. Tuy nói là meta nhưng mà nó chơi nó cũng gọi là cân bằng thôi. Chứ nó không hẳn, nó vươn lên vượt hẳn so với cả những cái đội hình khác. Đó, thế nên là Egersis thì nó, mặc dù là meta thì meta thật đấy, nhưng mà nó cũng không quá mạnh. Đó, chỉ là nhiều người ta chơi cái bộ đấy vì nó có con tướng mới ấy. Con tướng mới ở tộc Egersis 3 tiền thì thực sự nó rất mạnh. Nó kết hợp được với cái bộ Egersis trong cái thời điểm mà giữa game nó khỏe lắm. Nó đẩy cực kỳ là kinh khủng luôn. Nhưng mà vẫn có những cái nhà trụ được. Vẫn có những cái nhà trụ được. Cái nhà Egersis ở cái tầm round 21 trở đi ấy, khi mà lên được 9 thì nó sẽ có là 3 Hunter kẹp với cả 9 Egersis. Mà quan trọng hay là con tướng mới ấy, nó có cái khả năng là nó ẩn người đi, nó ẩn thân. Cái lúc mà nó ẩn thân thì nó tránh mọi sát thương vật lý. Nên là cái bộ đấy thực sự nó rất là nguy hiểm. Khi mà focus được vào con tướng xong nó ẩn thân đi là gần như là chúng ta không làm gì được. Sau đó lại bắn những cái con quân của chúng ta thì bị chia đôi máu mất rồi. Bắn một phát, hai phát là chết thôi. Thì lại bắt đầu gọi zombie lên. Và lúc nó gọi lên được thì nó cực kỳ kinh khủng. Cả đàn zombie nó đấm vào những cái con tướng yếu máu của chúng ta. Máu của chúng ta nó bé lắm, nó chỉ có 500, 600 máu thôi. Vả rất đau. Cái lúc mà bị vả xong mà cái đàn zombie nó sồ lên nó đánh ấy. Nếu mà lọt hết ấy, thì cỡ đâu đấy nó cũng rơi vào tầm khoảng 30 máu mỗi round. Nói chung là rất là nhiều đấy anh em ạ. Thế nên là meta này ngoài cái bộ đấy ra thì những cái bộ khác ấy, thì tôi thấy là tốc độ đẩy chậm lắm. Như cái bộ Assassin này hay là bộ Witcher rồng ấy. Những cái bộ đấy nó đẩy rất là chậm. Nó cũng là meta nhưng mà nó đánh siêu lết game. Thường những cái bộ đấy là những cái bộ mà vô địch lết game. Anh em nhá, vẫn thế thôi. Không có cái gì thay đổi cả. Những cái bộ như bộ Insectoid các thứ thì nó vẫn rất mạnh ở giai đoạn cuối game. Đấy, nhưng mà ở giữa game thì nó khó chơi. Nhưng cái bộ mạnh ở lết thì giữa nó khó. Cũng là cái sự đánh đổi. Ai chọn chơi những cái bộ siêu lết thì phải chấp nhận thôi. Rồi, còn hôm nay tôi cũng sẽ chơi một cái line up mà đánh siêu lết game. Đấy, anh em nhìn anh em cũng biết là tôi đang chơi Metallist. Đó. Tại sao hôm nay lại là chơi Metallist? Cái bộ Metallist này ở trong meta mới ấy, có thể là các anh em chưa biết đâu. Đây là một trong những cái bộ ẩn mạnh nhất ở trong cái thời điểm hiện tại. Đấy, lý do tại làm sao thì bây giờ tôi sẽ giải thích cho anh em nhá. Bây giờ tôi sẽ đổi cái món đồ này Tôi lấy cái món đồ chấn phái của nó. Chưa có. Anh em biết món đồ chấn phái là gì không? Nó chính là cái món đồ mới đây anh em. Món đồ chấn phái của bộ Metallist. Nó chính là cái cỏ 4 lá. Một trong những cái món đồ mạnh nhất ở trong game này. Khi mà kết hợp với cả cái bộ Metallist, chúng ta được cộng 25% cái tỷ lệ sát thương kích hoạt Metallist khi mà chúng ta sử dụng nha anh em nhá. Cực kỳ kinh khủng. Khi mà chúng ta có 4 Metallist ấy, là cái khả năng mà kill đối thủ ấy, nó sẽ là một phát là kill luôn. Đấy, và nó dựa theo cái số máu mất đi của đối thủ. Ví dụ như anh em là 100% máu thì nó sẽ là 0%. Và cái phần trăm đấy ấy, nó sẽ tăng dần khi anh em giảm máu về 0. Đấy là anh em có thể kích hoạt được kill đối thủ. Bình thường nhá, tôi tính nhá, nếu mà anh em ở cái vị trí 50 máu ấy, anh em sẽ có khả năng là 50% kích hoạt là tiêu diệt đối thủ luôn. Đấy. Thì bây giờ ấy, anh em ở 50 máu ấy, anh em được cộng 25% nữa. Có nghĩa là anh em có tới 75% là kill đối thủ khi mà máu đối thủ dưới 50%. Anh em ạ, nó quá kinh khủng luôn. Anh em đợi chút, tí nữa tôi tìm rồi anh em sẽ thấy cái sự khác biệt nhá. Tôi sẽ cho cái con gấu cầm cái cỏ 4 lá. Tôi sẽ rèn bằng được cái món đồ đấy rồi anh em xem. Cái này là tôi đã test cái quá trình rất nhiều rồi nha anh em nhá. Không phải chỉ có trận đấu này đâu. Và cũng không phải chỉ có bộ Metallist, mà tôi test thêm cả những cái bộ như là bộ Phazer này, hay là bộ Assassin này. Đấy. Đồ thì là đồ trấn phái, mấy cái con như kiểu là con Shadow Killer, hay là con mấy cái con mà gây sát thương xác suất ấy, kiểu như là con Berserker. Đó, rất là ok luôn nha anh em nhá. Anh em thử đi. Món đồ đấy là một trong cái món đồ hay nhất ở trong game đấy anh em ạ. Món đồ mới mà nó hiệu quả lắm. Rất nhiều những cái line up phụ thuộc vào nó luôn. Lấy ví dụ như là Hunter này, Assassin này, Feather, rồi thì cả Metallist nữa. Đấy, Clyde dùng khiên, bật khiên nhiều hơn. Anh em thấy là cỏ 4 lá có rất nhiều tác dụng ở trong rất nhiều những cái đội hình khác nhau. Anh em chỉ cần lấy nó đầu game là rất là ngon. Cái trận này ấy, là anh em thấy là tôi không lấy là bởi vì là tôi không có mà lấy. Chứ còn đầu game mà có tôi lấy ngay anh em ạ. Chơi Metallist này thì nó là bố của mạnh rồi. Tỷ lệ kill nó gọi là cực kỳ cao. Tất nhiên là nó chỉ kích hoạt cho con tướng cầm thôi nhá. Còn những cái con tướng không cầm thì nó sẽ tỷ lệ nó vẫn thế. Đấy, nên là anh em đổi bằng được cái món đấy đầu game rất tốt luôn. Chơi Metallist mà toàn đồ phèn nhá. Rồi tôi đổi tiếp này. Bây giờ chắc là đổi cỏ 4 lá thôi anh em ạ. Đấy, còn ở cái đây chúng ta sẽ lấy là cái giáp xoay và cái búa sét. Đó, bây giờ tôi đổi cái cỏ 4 lá đã. Tôi đổi mãi mới ra cỏ 4 lá luôn nhá. Và đổi lâu này thì tí nữa chúng ta sẽ lấy toàn cỏ 4 lá cho 4 con Metallist thôi. 3 con Metallist. Mỗi con cầm một cái cỏ 4 lá. Tí nữa ra ngộ không thì sẽ chơi là 4 con. Đấy, bây giờ nhá, có cỏ 4 lá rồi này. Lại có 3 Metallist rồi này. Anh em xem nhá, cái tỷ lệ mà nó nổ Metallist ấy, nó gọi là liên tục luôn. Cực kỳ căng. Chỉ cần đối thủ mất một chút máu thôi, mất chút khoảng 20. Đấy anh em thấy không? Nổ không? Tức là mất khoảng 20% máu thôi là bắt đầu nổ Metallist rồi. Nổ cực mạnh. Đấy, nổ tiếp, anh em thấy chưa? Gần như nó đập một phát nào nổ phát đấy. Nếu mà cái tỷ lệ máu ấy nó còn khoảng 50% ấy. Có trứng này. Quá tuyệt vời luôn. Khi mà cái máu ấy mà nó giảm xuống khoảng 50%, có nghĩa là 70% những cái cú đập của anh em ấy là nó kill đối thủ. Hoặc là nó chưa kill được đối thủ thì nó cũng lổ Metallist ấy. Kinh khủng. Cỏ 4 lá chấn phái ở cái bộ Metallist rồi. Bây giờ ấy mà phải kiếm cái món đồ chấn phái tiếp theo ấy, là nó phải là cái vương miệng ở cái món đồ cam cơ anh em ạ. Trời ơi, nó còn rất lâu nữa chúng ta mới có được cái vương miệng. Cái món đồ hút máu nữa, toàn món đồ cam thôi. Nhưng mà ở đây có một cái cỏ 4 lá, nó chỉ là một cái món đồ xám thôi. Nhưng mà cái tác dụng hiệu quả của nó thì cực kỳ là kinh khủng với cái bộ này. Trận này cũng có một thằng nó chơi Metallist này, có phải không? Hay là chắc là chuyển sang lại là Assassin à? Tôi thấy là pick cả Witcher vào thì chắc là Assassin Witcher rồi. Cái bộ đang hot bây giờ anh em ạ. Anh em thấy nó nổ liên tục không? Nó chỉ cần nhảy phát là nổ Metallist luôn anh em ạ. Anh em thấy không? Càng không? Bây giờ mà đánh Metallist đỏ thì nó cũng sẽ phải làm cái đội hình tier S đấy. Nếu mà chúng ta lấy cái món đồ này nhá anh em nhá. Nó sẽ là cái món đồ cực kỳ khỏe cho cái bộ này luôn. Ngoài ra bộ này tí còn kết hợp với gót nữa. Nếu mà lấy được hai cái dấu ấn thần thánh, đấy là chúng ta sẽ còn có cả 4 gót nữa cơ. Nó phải gọi là bay nhảy liên tục và lổ Metallist liên tục luôn đấy. Cực kỳ đẹp mắt. Chuỗi này tôi đố bọn này lấy được luôn đấy. Anh em tin là bây giờ tôi lên 10 không? Tôi lên 10 mà tôi vẫn còn chuỗi. Anh em tin không? Anh em không tin anh em cũng phải tin. Mạnh như này đỡ sao? Ui rồi lại lổ gấu này. Trận này nuôi gấu Metallist 3 sao luôn anh em nhá. Tôi sẽ nuôi con gấu tổ lên 3 sao luôn, hai con gấu Metallist lên 3 luôn. Bây giờ hy vọng câu ra con gấu Shaman để chúng ta lắp cái bộ 6 Shaman vào trước. Đánh 6 Shaman đã. Còn đỏ thì nó sẽ là siêu late game anh em nhá. Late game thì chúng ta sẽ chuyển về đỏ thôi chứ không ai chơi Shaman cả. Shaman nó chỉ là cái bộ đè giai đoạn giữa game thôi. Nếu mà đánh Shaman thì chấp nhận khoảng top 2, top 3 thôi. Đấy, còn nếu mà chuyển sang đỏ thì mới đánh siêu late, nó mới khỏe. Thằng này không biết là có chơi cái bộ giống tôi không. Nó cũng để 4 Metallist vào rồi đấy. Anh em nhìn này. Ôi, nổ Metallist liên tục luôn. Anh em thấy không? Nó nổ Metallist liên tục luôn ấy. Tỷ lệ là 75% thì thực sự nó rất nhiều luôn. Lại đỏ này. Chưa ra gấu Shaman nhỉ? Chưa ra con Shaman nào. Ra mỗi sự tôm Shaman thôi. Chưa ra con lava. Chúng ta có thể kẹp 4 Shaman trước cũng được, tạm thời. Chứ còn 6 đỏ bây giờ chả có cái tác dụng gì, bởi vì là máu nhiều mà. Máu nhiều thì bây giờ 97 máu thì nó cũng như là không có 6 đỏ đâu. Có 6 đỏ cũng như không, chả kích hoạt được gì cả đâu. Máu giảm xuống khoảng 30 máu thì nó mới có tác dụng tầm đấy. Đấy, round 20 rồi, giữ chuỗi cộng 7. Quá khỏe. Lại có 4 lá này. Hay quá, đỡ phải rèn. Đấy, trong quá trình này tôi vẫn sẽ up dần lên 10 đó. Kẹp thêm gót này. Rồi, đồ nào. Dấu ấn thần thánh luôn này. Nếu mà có cái dấu ấn thần thánh này là chúng ta có thể vừa kích hoạt được Metallist, vừa kích hoạt được gót ở trong cái bộ gót đỏ anh em nhá. Ui rồi lúc đấy cái con gấu này nó sẽ bay liên tục luôn. Xem nó sẽ mãn nhãn lắm. Nó giống như là tỉ thí võ công vậy. Tỉ thí võ công trao đổi chiêu thức. Ok. Rèn tiếp cái cỏ 4 lá anh em nhá. Như tôi đã nói ấy, mỗi con cầm một cái. Anh em thấy không? Tôi rèn cho mỗi con Metallist một cái mà. Để cho nó đấm đau. Chấn phái đây anh em ạ. Giờ tôi chơi cái bộ này tôi leo lành nó cứ bon luôn. Dã man. Kiểu như có ít người biết ấy. Người ta chưa biết thôi. Người ta chưa biết về cái vụ này nên là người ta chơi Metallist, người ta cảm giác như là người ta yếu quá, người ta không có ăn được meta này. Mà tôi lấy cái cỏ 4 lá này ấy, là tự nhiên bây giờ nó cứ lổ liên tục Metallist thì rõ ràng là chúng ta vô địch rồi. Anh em thấy không? Vào phát lổ Metallist luôn kìa. Đấm phát đầu tiên luôn ấy, nó cứ như 100% ấy nhá anh em nhá. Anh em thấy không? Nó phòng vụ là với tay phát nổ luôn. Anh em nhìn những cái bàn tay nó hiện ra chưa? Liên tục không có ngừng luôn. Quá đáng sợ cho cái bộ này ấy. À đây rồi, gấu Shaman rồi. Chúng ta sẽ dần hướng đến cái bộ 6 Shaman anh em nhá. Dần hướng đến cái bộ đấy đi. Late game chúng ta sẽ chuyển về cái bộ đỏ sau. Đấy. Đấy. Ngay cái video thứ 2 nhá. Ở trong meta này mà tôi giới thiệu cho anh em cái bộ cực kỳ mạnh luôn mà không phải ai cũng biết đến. Thực ra là mọi người biết nhưng mà mọi người không biết đến cái việc là kết hợp với cái món đồ này. Đấy, mà tôi thì lại biết được cái việc kết hợp món đồ này với cả những cái con Metallist rồi những cái con khác nữa. Chính vì thế nên là, đấy anh em thấy không? top server cũng là vì thế đấy. Cái lý do để làm sao làm được bí kỹ. Bí kỹ là gì? Kết hợp Metallist với cả cỏ bốn lá xong. Câu chuyện là mấy hôm nữa là các anh em cũng chơi cái bộ này và tất cả anh em đều lên top server. Còn tôi lại bị xuống, bị tụt. Dã man thật sự. Chết rồi. Chia sẻ như này có sớm quá không nhỉ? Thật đấy. Sớm quá nhỉ? Hay là đợi lên Queen rồi mới chia sẻ nhỉ? Thề. Thật sự là mới có video clip thứ 2 mà đã tung ra bí kí ở trong meta này. Thật sự là nó cũng hơi nhanh, hơi sớm. Bộ này coi như là chấp hết tất cả các thể loại sát thủ Assassin này. Sát thủ Witcher này. Rồi Witcher rồng các thứ nhá anh em nhá. Vô tư luôn. Đấy. Chỉ cần lổ Metallist thứ 2 phát vào mặt thôi thì chưa kịp coi như là làm gì thì bay màu rồi. Anh em không tin thì tí nữa thế nào cũng sẽ có thằng chơi mấy cái bộ đấy thôi anh em ạ. Meta này vào trong rank và nhất là top server như hiện tại thì chắc chắn là sẽ có thằng chơi anh em nhá. Đấy, tôi khẳng định với anh em luôn. Kiểu gì có thằng là tí nữa gặp là chơi sát thủ Witcher hoặc là rồng Witcher đó. Đấy, mà trận này thì khả năng là nó sẽ không có rồng Witcher. Bởi vì thường người ta chọn rồng Witcher khi mà nó có cái con chúa quỷ. Trận nào phải có chúa quỷ thì mới chơi cơ. Nó không có chúa quỷ người ta không chơi đâu. Có cả Predator với kết hợp với con tướng mới này. Ui, con này kết hợp với Predator cực mạnh luôn. Bắn đau đừng hỏi. Lại còn không bị khống chế nữa chứ. Nhưng mà gặp tớ thì cũng đứt điện thôi. Ơ kìa bạn ơi. Nổ, nổ. Đấy, nổ với Metallist luôn. Ngày trước ấy, nếu mà không có cỏ bốn lá thì chắc phải đấm mấy phát xong mãi không thấy nó nổ. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Bây giờ khi mà chúng ta tăng cái tỷ lệ nổ lên, nếu mà dưới 50% thì nó là 75% rồi. Nếu còn nó xuống nữa thì chắc chắn nó là 100% rồi còn gì nữa. 100% là anh em cỡ khoảng 75% máu mất đi. Tức là nó là 100% chết đấy. Máu của đối thủ. Ok, rồi đổi đồ cam tiếp theo này. Đương nhiên là sẽ giữ lại cái cỏ bốn lá anh em nhá. Búa xét. Và cái cỏ bốn lá này nó còn gia tăng cái tỷ lệ dập xét của búa xét nữa anh em nhá. Quá tuyệt vời luôn. Không những là gia tăng cái khả năng kích hoạt hiệu ứng trên người. Ô từ từ nhá. Ui vãi đái ạ. Con gấu Assassin gậy xanh ạ. Thề. Nhìn nó chém kìa. Gấu Assassin gậy xanh. Chém vào level 3 sao. Thế thì sợ rồi. Thế thì sợ rồi. Đấy thì tôi nói lại nhá. Tôi xin phép anh em là chia sẻ lại. Là cái món cỏ 4 lá ấy, ngoài cái việc cộng 20% cái tỷ lệ kích hoạt của khả năng sử dụng cái chiêu thức của hệ tộc này hay chiêu thức của trên bản thân nó. Đấy, cái hiệu ứng mà nó có khả năng kích hoạt ấy, đấy, phần trăm theo tỷ lệ phần trăm thì nó còn ở đồ nó cũng có luôn, tức là vừa ở trên người con tướng này. Đấy, thứ nhất là ở trên người con tướng, thứ hai là ở trên đồ và thứ ba là của hệ tộc. Một mình cái cỏ bốn lá đấy nó đảm nhiệm vai trò kích hoạt ba thứ luôn. Nên là cầm ở trên người những cái con tướng nào mà có nhiều cái hiệu ứng khả năng thì càng ngon. Tôi lấy ví dụ như Metallist này thì nó chỉ có một cái hiệu ứng duy nhất thôi. Nó là hiệu ứng hiệu ứng về đánh ra cái khả năng là chia đôi máu đối thủ đúng không? Đấy, nhưng mà nếu mà anh em kết hợp cái con này với bộ Clyde, Metallist với Clyde thì anh em sẽ có gia tăng cái tỷ lệ bật khiên nữa. Đấy, và kèm thêm những cái món đồ nữa như búa sét các thứ. Sẽ có những cái tỷ lệ giật sét hay tỷ lệ crit nếu mà anh em lấy cái cướp điên. Đó, quá tuyệt vời luôn nhá. Anh em lấy những cái món đồ có những cái tỷ lệ phần trăm kích hoạt thì anh em sẽ có được cái lượng phần trăm cao hơn để kích hoạt nó. Tôi nghĩ là kết hợp với sát thủ với Phazer cũng là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Sát thủ Phazer là kết hợp được với con Shadow Killer. Đấy, cực kỳ mạnh luôn. Một mình nó là kích hoạt một phát ba thứ rồi. Trên người nó là một này, thứ hai là đồ này, thứ ba là hai hệ tộc. Tức là bốn thứ rồi anh em ạ. Hai hệ tộc là Assassin với cả Feather nữa. Đấy, trên người nó thì có skill là crit theo phần trăm này, còn đồ của nó nữa. Quá kinh khủng. Cái con tướng đấy là cái con tướng mà kết hợp với cỏ bốn lá là cực kỳ hay. Có thể nói là cỏ bốn lá nó cũng là cái món đồ trấn phái của con Shadow luôn á. Còn hôm nay test với cái bộ Metallist anh em nhá. Đây là một cái bộ mạnh ở trong beta này nên là tôi test luôn. Anh em thấy không? Kiểu gì chỉ có Assassin Witcher đông lắm anh em ạ. Thế nào rồi cũng sẽ phải chơi với cả cái thằng Silent Assassin 2 sao kẹp với cả Witcher thôi. Đấy, anh em thấy không? Đập Metallist khỏe thật sự luôn đấy. Cái tầm mà máu ấy, khi mà máu giảm xuống còn 75% máu ấy À sorry anh em, còn 25% máu. Rớt này. Mà thôi, chuyện này chắc là không chơi rớt đâu. Chuẩn bị 6 đỏ vào hết slot rồi. Bây giờ roll kiếm cái con này thôi, mấy con đỏ vào đã. Giải tán cái hàng chờ này cái đã anh em ạ. Đây cái này kích hoạt với cả gót ngon hơn. Chúng ta còn 4 con gấu nữa thôi. Cố thế nào. Sắp được rồi. Gót Goblin này cũng là cái bộ chơi được của meta này đã. Anh em nhìn con gấu khó chịu không kìa. Thực sự ở tầm này mạnh rồi. Để như này để câu gấu tiếp anh em ạ. Tôi chưa chuyển 6 đỏ vào đâu. 6 đỏ là chúng ta sẽ không câu gấu được. Nếu mà kết hợp hai gấu thì cái tỷ lệ ra gấu nó ít lắm. Tôi cứ để như này để tỷ lệ ra gấu nhiều hơn. Rồi, heo lên được 2 này. Level 10 tà roll sướng thật. Chơi game chỉ ước được như này đó. Đơn giản gọn nhẹ đúng không? Chơi rất là thoải mái luôn. Đấy, anh em mà lổ ra con gấu Metallist, anh em lấy cỏ 4 lá với cái Blink cho nó là xong. Gần như cái câu chuyện là mỗi round nếu có thua chắc là lọt một con. Máu giữ thoải mái luôn. Bây giờ tôi còn 94 máu đấy, bao giờ tôi mới đai. Chặt lầu lắm anh em ạ. Khả năng trận này là không có ai hỏi tôi là có lên clip nữa không à. Bởi vì chắc chắn là clip này được lên rồi gì nữa. Cái gì phải hỏi. Ok. Xong rồi đấy. Nhưng mà cái con ngũ không này lên 2 sao nhưng mà tôi cũng không dồn đồ cho nó đâu anh em ạ. Con gấu nó mới là trấn nhá anh em nhá. Phải cho con gấu quẩy thì nó mới sinh tồn được. Chứ con ngũ không nhiều khi bị cai chết ấy. Bị stun đến chết luôn ấy. Nếu anh em chưa biết thì tôi đã từng dồn đồ chuyển sang cho con ngũ không. Sau đó thì bị cái bộ 9 Phazer ấy. Nó có cái con thỏ ấy, nó stun đến chết tôi luôn. Không làm gì được mà. Nó chết quả đẩy cực kỳ nhiều luôn. Cái bộ 9 Feather thế thôi nhưng mà cũng đang là meta đấy. Đang khá là khỏe. Tôi thấy vào trong cốt tầm rất nhiều người là cũng chọn bộ đấy. Rồi Assassin Witcher này. Cáo gậy xanh luôn mà. Cáo gậy xanh. À đâu, gấu nhầm. Khỏe quá. Con gấu nó là cái con gấu 3 sao đấy. Không phải con gấu 2 sao đâu. Nó đã cầm cái gậy xanh rồi. Cực kỳ khỏe luôn. Ở trong cái con game này có những cái con ấy mà nó cầm cái gậy xanh thì nó cũng chẳng có tác dụng mấy. Tôi lấy ví dụ như con heo. Con heo mà cầm gậy xanh ấy thì khi mà nó ở 2 sao nó cầm gậy xanh thì nó cũng sẽ không gọi được ra đệ 3 sao đâu. Bắt buộc nó phải lên 3 sao cơ. Đó, nó thế đấy anh em ạ. Thế là con heo ấy nó cầm cái gậy xanh ấy nó rất là lãng phí. Thay vì đấy là chúng ta kiếm cái món đồ tím. Đó chính là cái quyển sách cho con heo cầm, nó rất ngon. Tôi là cái thằng mà đang giữ máu tốt nhất luôn. Mặc dù tôi từ lấy giờ tôi toàn thua anh em ạ. Do mấy cái thằng Assassin Witcher nó mạnh rồi. Tôi bây giờ tôi sẽ phải có sự thay đổi đó. Đội hình nó sẽ phải có sự thay đổi thì mới ăn được. Chúng ta sẽ phải chuyển sang 6 đỏ hoặc là Shaman, 6 Shaman. Tôi đang câu gấu. Đấy anh em thấy không? Phải để như này nó mới ra này. Tôi đang cố tình tôi câu gấu ấy chứ. Tôi phải bỏ 4 gấu vào ấy. Random thôi anh em ạ. Không ngon lắm nhỉ. Thôi vứt luôn. Kiếm đồ cam luôn. Rồi. Không lấy gậy xanh đâu anh em ạ. Trên bộ này không lấy gậy xanh làm gì cả. Tí nữa cái con gấu tôi là cũng sẽ lên 3 thôi mà. Chủ yếu là sống dai sống khỏe để mà trụ được thôi. Còn kiểu gì cũng lên được 3 sao. Khẳng định với anh em luôn. Tôi sẽ giữ máu đến late game. Đấy. Thoải mái, bây giờ còn nhiều nhà mà. Ồ. Thôi lại mua mèo nha anh em nhá. Tôi nghĩ lại rồi, chắc là chuyển sang Shaman chơi tạm một thời gian. Đỏ bây giờ đang tương đối yếu. 6 đỏ chưa cho được vào rồi. Cho 6 đỏ vào thì không khác gì là bình thường. Đấy. Còn nếu mà 4 đỏ thì cộng một chút máu không ăn thua bằng việc là chúng ta có 6 Shaman chúng ta hóa liên tục. Tôi nghĩ tôi sẽ chuyển qua. Đấy, còn bây giờ tầm này vẫn bị Assassin sồ vào thì cũng chết thôi. Khó lắm. Tạm thời là 4 Shaman đã. 6 Shaman luôn đi. Thiếu cái gì nhỉ? Đây. Đấy. Mặc dù tôi mua Shaman vào nhưng mà tôi cũng sẽ chưa bán đỏ đi đâu anh em ạ. Để đấy, từ từ đã, để xem thế nào. Đỏ này tí nữa kết hợp vào là mới khỏe. Còn nếu mà không được ấy, chúng ta phải trộm chó. Chúng ta có Light Spirit thì sẽ chơi được trộm chó nữa. Rồi đã 32 rồi này anh em này. Anh em thấy nó cũng khá lâu ấy. Rồi con rớt xuống đấy. Xuống ấy tự sát à? À. Khỏe chưa? Tôi muốn lùi con Stormshaman nữa anh em ạ. Stormshaman đến 3 sao. Meta này cái con gót đỏ ấy, nếu mà chúng ta gặp lăm rồng anh em có thể chuyển sang là chơi Stormshaman làm co để counter vào lăm rồng anh em nhé. Nó cũng khá tuyệt vời. Con này bây giờ tôi toàn nuôi nó lên 3 sao thôi anh em ạ. Đã không có tiền thì thôi, chứ còn nếu mà có tiền là tôi nuôi đấy. Nhiều khi là cái con Du ấy, con Skullman nó có ra nhưng mà tôi không thèm mua để lên 3 sao cơ. Tôi chủ yếu tôi tập trung cho cái con Stormshaman để late game thôi. Late game thì thường là bọn nó sẽ chơi hết về Assassin. Witcher này, thấy không? Mạnh lắm. Thường là bọn nó sẽ chuyển hết về late game, là bây giờ chỉ còn 2 thằng là chơi cái bộ đấy thôi mà. Anh em có thể thấy khó chịu. Chúng ta bây giờ vẫn nhiều máu ấy, có thể là nói là cũng vô tư. Rồi giải phóng hàng chờ anh em nhé. Vồn thế mà chả ra gì nhỉ. Ô, đây rồi, trứng đây rồi. Thôi bán đi vậy. Cay nhỉ. Full hàng chờ mất rồi. Đành phải bán cái con gấu đù đi, roll lại sau vậy. Không kịp ra này anh em ạ. Ui, sát thủ này nó gạt đau rồi đấy anh em ạ. Thấy chưa? Gạt đau lắm. Nếu mà không về 6 đỏ thì Shaman còn chưa kịp biến hình luôn đấy. Xuống phát là Shaman chết hết rồi. Căng thẳng quá nhỉ. Bây giờ ra 35 và tôi đang có 55 máu, khá là nhiều. Tuy nhiên nếu mà đọc con số thì nhiều thôi, chứ còn nếu mà chúng ta cứ thua ấy thì là chúng ta về top 3 đấy. Bởi vì hai thằng kia có trận thắng trận thua, còn tôi thì toàn thua. Assassin Witcher Saling Assassin 2 sao. Đổ vãi cứt luôn. Thằng này dồn đồ cho con nào vậy? Con này cũng thế. Ôi ôi, gậy xanh cho gấu á. Đã thế lại còn chém, còn chơi Witcher nữa. Chém đau thật sự. Thề, đau lắm luôn ấy. Rồi, được quái rồi. Đây có thể nói là một trong những cái bộ line up mà đập quái nhanh nhất. Còn một con gấu thôi anh em ạ. Nhưng mà bây giờ tôi không dám để Shaman lại đâu. Không dám câu gấu nữa rồi. Bây giờ chỉ bỏ 2 gấu vào thôi. Còn phải chuyển sang 6 đỏ luôn. Bây giờ mà không chuyển sang 6 đỏ là toang ấy. Máu dưới 50% máu là tốt nhất là nên chuyển sang 6 đỏ. Chơi cho nó an toàn. Đánh Shaman có cái biến hình đâu mà. Shaman này không kịp biến hình thì đã bay màu rồi. Đây, lấy cái búa bình minh. Counter bọn Assassin phải có búa bình minh. Ok, xem nào, bây giờ có nên rèn một cái món gì đấy. Nếu mà món tím thì chắc là còn cái giáp xoay nhỉ. Tôi muốn cái giáp món cam cơ. Nên là tạm thời thì tôi chưa rèn. Từ từ đã. Ui, chém kìa. Mẹ ơi, 6 đỏ mà nó chém kìa. Con gấu assassin cầm gậy xanh kinh khủng thật đấy anh em ạ. Trời ơi, nó chém cho cái thằng Silent Assassin 2 sao bay màu kìa anh em kìa, anh em thấy không? Một quẹt. Một quẹt Silent Assassin nó khi chưa kịp bật khiên. Dã man thật sự. Sức mạnh Silent Assassin kẹp với cả 6 Assassin kẹp với Witcher mạnh như thế và cuối cùng một quẹt là chết. Thôi phải lấy cái này anh em ạ. Không là một quẹt là mình cũng chết đấy. 6 đỏ mà nó cũng một quẹt thì anh em biết thế nào. 6 đỏ, ui hết được chúng. Vậy thế mày chết với tao. Dã man. Ui cũng vẫn một quẹt ạ. Thậm chí là cáo ba nó còn không thèm dồn đồ cho cáo ba. Chưa đâu bạn ơi, tôi có bất diệt. Tôi có bất diệt. Rồi, lần này có bất diệt ăn được anh em ạ. Dã man. Cái thằng Silent Assassin 2 sao mà nó quẹt cho một phát. Mà nó để con gấu đấy là tôi có khi tôi cũng chả bắt được nhỉ. Tôi định lùi con heo lên 3 sao tí bắt. Nhưng mà chắc là nếu mà bắt thì bắt được cái con cáo 3 sao. Ok. Solo căng thẳng phết nhỉ anh em nhỉ. Tôi sẽ lùi thêm con heo với con Stormshaman nhé. Lên 3 sao, thoải mái mà. Mình bây giờ có lọt thì lọt một con thôi. Bây giờ cái con gấu của tôi nó đủ khả năng để nó có thể nhây được. Có bất diệt rồi. Ê à, tí chết anh em. Ui, bật bất diệt đây rồi. Hỏng rồi. Ui, rồi đồ cho cáo ba. Khôn ra ở đấy. Bây giờ làm nào để cái thế trận này nó cân bằng ở đây. Thế trận cân bằng thì chỉ có một cái điều kiện duy nhất. Đấy chính là cái con gấu của tôi lên được 3 sao. Và bây giờ câu con gấu tổ lên 3 sao thì khó. Giờ kiếm trứng thôi anh em ạ. Bảo nổ con gấu tổ. Bây giờ phải nhét 3 gấu vào. Mà bây giờ làm sao mà tôi dám nhét 3 gấu vào đây. 4 gấu ấy. Kích hoạt 4 gấu nhưng mà không dám. Bây giờ bỏ đỏ ra là chết ngay anh em ạ. Bỏ đỏ là bay màu ngay. Đỏ nó còn có nhiều máu, nó còn có cơ hội sống được. Sợ thật. Mày đứng ở đây mày chết. Căng thế nhờ. Đùa thề. Đau quá. Mày chết. Bạn ơi, lần này tôi lại ăn. Cứ bất diệt đấy mà chưa bật lên tức là ăn. Khi mà đối thủ chết hết còn cái bất diệt là vẫn là ăn được. Thế trận giằng co đấy. Và khả năng là tôi vẫn có cơ hội ăn đấy. Cái bộ Metallist này nó ảo lắm anh em ạ. Metallist nó ảo thực sự. Cái round này thì tôi lại vứt cái con gấu vào tôi câu anh em nhá. Hy vọng là cái round này ra con cuối cùng của tôi. Cơ hội nó là bao nhiêu? Không biết, cơ hội thì nếu mà phần trăm ra gấu thì nó là 25%. Nhưng mà nó còn có 4 con cơ. Nên là chúng ta sẽ phải chia 4 ra nữa. Chứ không phải là 25% đâu. Ra là cái con gấu tổ này phải chia 4. À chia 5 chứ, đúng không? 5 con gấu mà, đúng rồi. Không phải 4 con đâu, 5 con mà. Ô, trứng ơi. Giờ không ra rồi thì chỉ có đợi trứng thôi anh em ạ. Khó chịu nhỉ. Xích à? Xích cũng được. Anh em biết tại sao thua không? Chúng ta không có cỏ 4 lá đây anh em ạ. Chúng ta thiếu sự may mắn. Đây ok. Để tôi rèn lại cái món này nha anh em nhá. Xem cái thực sự nó là trấn phái hay không. Có cái món này nó có khác biệt hay không. Tôi thử cho anh em luôn. Vừa lấy không có cỏ 4 lá anh em ạ. Rồi bây giờ có cỏ 4 lá. Cái câu chuyện nó có khác không? Đập phát chết con anh em ạ. Dã man. Có 4 lá bây giờ là cứ nhảy phát là lổ Metallist. Mày thấy chưa? Thấy chưa? Lổ Metallist mạnh chưa? Mạnh chưa? Đập Metallist liên tục. Bây giờ dồn cho Sailing Assassin rồi. Sailing Assassin 3 sao đấy, coi như là 3 sao luôn đấy anh em nhá. Gậy xanh mà. Mày ơ vừa lổ Metallist một phát đấy, nhưng mà nó có hồi máu anh em ạ. Mày ơ kìa, lổ Metallist không chết kìa. Cay nhờ. Nó có bất diệt. Nổ Metallist, nổ ok. Ôi giời ơi, nó bất diệt, nó bật khiên nên bây giờ nó có 9 cái khiên anh em ạ. Nó là 3 sao nên là bây giờ nó có 9 lần đập vào là không chết. Nó bất tử mà, cái khiên bất tử. Đập vào có mất máu đâu. Rồi, kiếm mấy con gấu ba nè. Bây giờ chỉ có tìm trứng thôi anh em ạ. Một quả nữa. Ui giời, đây rồi. Ôi giời ơi, bây giờ nó mới là gọi là cân. Vừa lấy chưa cân đâu. Ok bạn ơi, rồi. Cân chưa tôi cũng nhảy 9 lần. Ok, mày có 9 cái khiên, tao có 9 lần nhảy. Để xem nào. Level 2 là 6 lần nhảy, nhưng mà level 3 sao là 9 lần nhảy luôn. Kết hợp với God. Nhảy liên tục. Tái hiện lại trận tư hùng giữa Tôn Ngộ Không và Dương Quá. 72 phép thần thông biến hóa. Con này của tôi là có Tôn Ngộ Không đấy anh em. Ôi nhổ Metallist không chết cả. Không chết thì cũng phải chết. Rồi. Bây giờ là lổ Metallist liên tục và nhảy liên tục luôn. Ok. Luôn lốt con Stormshaman 3 sao này. Hell 3, Stormshaman 3 sao. Một con nữa thôi. Cố lên. Hai con heo nữa. Trong cái trường hợp ấy mà chúng ta thua ấy thì tôi sẽ có cái bước cuối cùng là chúng ta chuyển sang trộm chó anh em nhá. Mày cáo ba với chúng tôi. Rồi, ui nó quét kinh đấy. Căng ui là phải thua rồi. Ui, nhìn kìa. Anh em có vừa nhìn thấy gì không? Nó hồi máu chứ. Tôi đập vào lỗ Metallist rồi nó hồi đầy máu lên chứ. Điêu thật. Thế nào phải thua này. Mày ơ kìa. Ôi phản. Đùa tê. Trận này Dương Tiến lại thắng à? Căng thẳng nha. Đúng là cùng có 72 phép thần thông biến hóa có khác. Hòa nhau. Nhưng mà nó hơn tôi đấy. Nó hơn tôi ở cái chỗ là nó có cái thiên nhãn này. Nó nhìn ra được những cái chiêu thức của chúng ta. Căng thẳng nha. Ok. Bây giờ thằng nào thua rao này là thua luôn này. Lọt thằng nào mà lọt rao này là thua luôn. Rao này phải nhờ chư bắt giới giúp sức rồi. Từ từ nha, đợi tí nha, chư bắt giới của tôi nha. Chư bắt giới của tôi đây này. Chư bắt giới của tôi đây. Được rồi, ok rồi đấy. Chư bắt giới của tôi đây rồi. Chư bắt giới vẫn sống nha. Tung chiêu được không? Vấn đề là chư bắt giới có tung chiêu không? Được rồi anh em ơi. Thôi xong rồi. Không được. Sao nó không bị khống chế? Điêu. Mày vẫn bị bắt. Trời ơi. Trời trời kết thúc. Thề. Khó khăn thật sự. Căng thẳng nhá anh em nhá. Cái con Sailing Assassin nó gọi gậy xanh. Nói chung là cái gậy xanh ở trong meta mới này là một trong cái món đồ hay thật sự luôn. Món đồ như là lật ngược thế cờ, thay đổi tình thế rất là hay. Ơ kìa, nhưng mà từ từ đã. Vai cộng 6 điểm ạ. Đùa. Đánh ở top server khắc nghiệt vậy. Top 1 đánh chật vật được 6 điểm. Thế thì chơi làm gì nữa. Dỗi thật sự anh em ạ. Dỗi thế chứ lị. Anh em thấy cái cỏ bốn lá thế nào? Hôm nay tôi cũng thấy là cái video này nó đã có thể cho anh em thấy là cái công dụng rất là rõ ràng của cái cỏ bốn lá rồi. Cộng thêm 25% khả năng kích hoạt của hệ tộc. Đấy, đồ và khả năng của những cái con tướng có những cái chiêu thức mà nó tính toán bằng cái việc là tung ra khả năng kích hoạt. Đấy, thì có thể sử dụng được anh em nhá. Một cái món đồ rất hay đấy. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và lối cờ thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Cái trận đầu tiên đầu meta anh em nhé. Và tôi sử dụng cái gậy xanh để lật kèo như nào. Anh em hãy chọn clip bên trái. Và anh em chọn clip bên phải để xem cái siêu phẩm của tuần trước. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!